dáng váy bodysuit cực kỳ đẹp và cực kỳ tôn dáng cho các chị mình luôn đây ạ. Mẫu em đang mặc là D19398 các chị nha. Bộ này thì em có 4 gam màu: màu đen, màu da, màu tím huế và màu đỏ đô. Em đang lên cho các chị là màu đen phối với hoa đỏ nè, nhìn rất là sang trọng luôn các chị, và mặc siêu hắc dáng. Nhắc tới đầm body suit hay là body ôm thì các chị mình thường hay là ngại, là mình sợ là mặc lên không biết là hơi tròn có bụng thì mình mặc có đẹp hay không. Thì với thiết kế này các chị mình cứ yên tâm cho em nha, chắc chắn các chị nhà mình là hơi tròn người hay là có bụng các chị đều có thể mặc đẹp cho em nè. Phần cổ áo là thiết kế cổ tròn, tay áo là tay lỡ các chị ha, và phần trên cầu vai, phần tay này là bên em sẽ phối ren. Thân áo là chất liệu co giãn cho các chị đây, dày dặn, mềm mịn và co giãn, mặc lên rất là đứng form. Và vải này thì cũng hạn chế nhăn tối đa cho các chị luôn ạ. Với thiết kế này thì phần hông bên em sẽ may đánh ra một chút nè, giúp cho mình tôn vòng ba và mình mặc không bị ôm cái phần bụng nhiều, nên là mình có bụng thì mình mặc cũng sẽ không bị lộ nhiều ha. Và gam màu đen cũng là một trong những cái màu mà mặc lên cũng rất là che khuyết điểm tốt nữa. Dáng váy thì có thể mặc dài qua gối như thế này nè các chị ha, độ dài vừa phải giùm em, có xẻ tà đằng sau và không bị ôm quá nhiều nha các chị, nên các chị mặc di chuyển nè, đi đứng hay là mình ngồi xe thoải mái cho em luôn. Phía sau thì có khóa kéo lên cao cho mình. Mẫu này em có đầy đủ cho các chị 5 size nha, từ 45 cho tới 75 kg là mặc vừa. Bây giờ thì em sẽ chuyển màu ha các chị.